Hùng vô kiêu ngạo. Câu đố thử thách tư duy phần 4. Câu 1. Một người đàn ông được thừa kế hai xưởng giày nơi những đôi giày phụ nữ vô cùng xinh đẹp được sản xuất. Mọi thứ đều ổn cho đến khi anh ta nhận ra rằng những người làm công bắt đầu ăn cắp giày cho vợ và bạn gái, và không có cách nào bắt được tận tay. Vậy hỏi người đàn ông đó đưa ra quyết định thế nào để giải quyết vụ này? Đáp án, phân ra một xưởng sản xuất chiếc bên phải còn một xưởng sản xuất chiếc bên trái. Câu 2. Bạn thấy một cô gái đang ngồi nhưng lại không thể ngồi ở chỗ của cô ấy, ngay cả khi cô ấy đứng dậy và bỏ đi. Hỏi cô ấy đang ngồi ở đâu? Đáp án, ngồi trong lòng bạn. Câu 3. Một khách sạn có 7 tầng, có 4 người ở tầng trệt và mỗi tầng trên đều có nhiều hơn 2 người so với tầng dưới. Hỏi tầng nào bấm thang máy thường xuyên nhất? Đáp án, tầng trệt. Câu 4. Làm sao để ném một quả bóng tennis mà để nó sẽ quay trở lại với bạn? Đáp án, ném lên trời hoặc ném vào bức tường trước mặt. Câu 5. Đặt cây bút chì trên sàn nhà thế nào để không ai bước qua được nó? Đáp án, đặt nó sát cạnh tường. Câu 6. Tại sao sư tử lại luôn luôn ăn thịt sống? Đáp án, đơn giản vì nó không thể nấu chín thức ăn. Câu 7. Nó bị móc túi mà nó cứ khăng khăng rằng con nó bị bắt cóc. Vậy nó chỉ có thể là con gì? Đáp án, con căn cu du hay là chuột túi. Câu 8. Một người đàn ông đầm đìa mồ hôi cố sức leo lên một ngọn núi. Khi đặt chân lên được đỉnh núi rồi thì hỏi anh ta thấy gì? Đáp án, thấy mệt. Câu 9. Một người đàn ông sống trên tầng 17 của một chung cư. Anh ta chỉ sử dụng thang máy để lên nhà khi trời mưa hoặc đi cùng với hàng xóm. Nếu trời nắng hoặc anh ấy chỉ đi thang máy một mình thì anh sẽ phải dừng lại ở tầng 9 rồi tiếp tục đi thang bộ lên những tầng còn lại. Tại sao lại như vậy? Đáp án, người đàn ông này rất lùn và anh ta chỉ bấm được nút số 17 trong thang máy khi dùng cây dù hoặc với sự giúp đỡ của người hàng xóm. Câu 10. Hai người con, hai người cha và một người ông đi câu cá. Mỗi người bắt được một con, hỏi tổng cộng bắt được mấy con cá? Ý, câu đố này khó quá à. Mình không có biết câu trả lời nào hết trơn á. Mà các bạn có biết không? Thì các bạn hãy nhắn xuống phần bình luận cho mình biết chứ nha.